À, vâng, xin kính chào quý vị anh chị thân mến. Thì hiện tại Đức đang có mặt tại chợ phiên thuộc xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nhé mọi người nhé. Chợ này sẽ được họp vào thứ bảy hàng tuần và hiện tại mình có mặt ở đây là vào lúc 7 giờ kém rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa nhau đi vào phía bên ăn trong chợ đằng sau mình đây để chúng ta cùng khám phá chợ xem ngày hôm nay có những gì nhé mọi người nhé. Kính thưa quý vị anh chị, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến thẳng vào phía bên đằng trong chợ để chúng ta cùng khám phá xem chợ ngày hôm nay có những gì nhé mọi người nhé. À, cũng lâu lắm rồi mình mới có thời gian để đi chợ phiên, chắc cũng phải rơi vào tầm khoảng độ 2 năm rồi mình không có thời gian để đi quay chợ phiên cho mọi người cùng xem. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại để khám phá xem chợ phiên vào những cái mùa tháng 7 này có những gì nhé mọi người nhé. Hiện tại thì mọi người cũng đã đi chợ về cũng khá nhiều rồi so với những người mà người ta đi buôn các thứ ở đây. Thì một cái xã cũng như bản làng truyền thống là thường có những cái ép khẩu, cái lết và ghế ghế các thứ, đấy là một cái truyền thống rồi. Thì những cái đấy thì người ta, những cái thương lái người ta đi thu mua từ sớm rồi, bây giờ chúng ta sẽ ít khi gặp mà sẽ chỉ còn một số ít là người ta mua lại thôi. Chợ này nếu mà vào những cái ngày mà kiểu như là ngày lễ các thứ thì sẽ rất là đông. Ở đây thì vẫn còn giữ lại những cái truyền thống mà chợ phiên ngày xưa vào những cái ngày sắp lễ Tết rồi các thứ thì bà con người ta sẽ đi mua sắm rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xuyên thẳng vào phía bên đằng trong chợ này trước, xong rồi một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi từng ngóc ngách, từng chi tiết, từng cái mặt hàng để chúng ta cùng tham khảo xem là ở đây người ta trao đổi mua bán ra làm sao nhé mọi người nhé. Đây, mình đã đến một cái ngã ba. Ở phía đằng trên này sẽ là cái ủy ban xã và những cái trường học. Wow, nổ to thế. Giật hết cả mình. Đây, và những cái mùa đói thì thường thường là chợ nó sẽ ít người họp chợ hơn. Ở đây là một cái ngã ba. Và phía bên đằng này, à nhầm chứ nhở, ở trên này ủy ban họ chuyển sang bên đằng kia mất rồi. Bên này sẽ là một đường nữa để đi thông lên trên Mường É được nhé mọi người nhé. Chào anh. Vâng. Đây nhé mọi người nhé, chúng ta sẽ cùng ngắm nghía những cái khung cảnh chợ quê rất là mình có một cái cảm nhận là mình được quay lại những cái thời thơ ấu mà mình hơn tầm cách đây mười mấy năm, hơn chục tuổi gì đó, thì được đi chợ phiên chơi. Đây như mấy bạn nhỏ này được ăn bánh rồi đi chợ chơi, ngắm những cái đồ vật mà mình yêu thích thì rất là vui. Đây sẽ là chỗ bán thịt này. Chợ hôm nay thì không đông lắm mọi người ạ, mọi phiên thì sẽ rất là đông. Mình sẽ đi lên trên này nữa, bên đằng trong này sẽ là hàng thịt. Vào những cái mùa ấy thì sẽ đông hơn. Má chơi của em mẹ. Em má khai sang đấy và má xưa sang đấy khai. Má khai chân khai đấy cho nó. Khăn quá. Không. Đây. Mà. Chưa làm quá. Đây mọi người ơi.
bà con sẽ đem những cái nông sản mà từ quê nhà cũng như từ vườn ra để trao đổi mua bán đầy đủ hết rau củ quả. Đấy, các cụ các ông các bà thì cứ đem ra đây ngồi thôi. Sau khi hết cái thời gian mà tan chợ thì sẽ lại trao đổi nhau. Đấy, ví dụ như những ai mà có rau cỏ thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với những cái hàng thịt hàng cá để chúng ta có được cái trao đổi nó hợp lý. Chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp bên lên phía trên này. Ngày hôm nay thì nó sẽ trùng nhau hai chợ nha mọi người nhé. Chợ Phổng Lập với cả chợ Bản Lầm, cho nên là những cái thương lái người ta sẽ chia nhau ra, chia ra để đi họp chợ. Thì cái mật độ thương lái người ta tụ tập đến để bán hàng thì nó sẽ ít hơn so với những cái ngày nào mà nó không trùng nhau ấy, thì nó sẽ đông hơn. Đây, lên đến phía trên này thì chúng ta sẽ hết chợ rồi mọi người. Ở trên kia sẽ là những cái sạp quần áo thì mình sẽ không lên nữa, sẽ ở đây và chúng ta sẽ quay lại phía đằng sau này để xem ở đằng sau này có những món gì đặc biệt không. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển xuống phía dưới thôi nhé mọi người nhé. Chợ thì cũng hẹp thôi, họp theo dọc đường các thứ. Hello bạn nhá. Đi. Lâu là không được đi chợ, bây giờ đi chợ cho nó tìm lại cái cảm giác lạ tí. Đây mọi người, ở đây đang là hàng bánh này. Bánh cuốn, bánh nếp, bánh tẻ, bánh tán, bánh bao, các thứ đầy đủ hết. Mọi người tranh thủ mua về ăn sáng. Khai được chưa gì đâu á Toại? Xin là lầy quá. Hả? Hôm nay á? Hôm nay chợ Bình Thuận nữa à? Không biết đâu. Chắc xuống lên đấy tan hết rồi quá. Chưa đâu, Bình Thuận tan chợ. Tan chợ mà. Cho ông phải ớn bấm thử còn đấy. Bảo sao có ít này rất là trùng hợp và mới chợ liền. Bánh, hàng bánh, hàng ấy các thứ là trôi chảy. Bởi vì nhu cầu thiết yếu của bà con là ăn liền. Nào sao nhau cái, đúng rồi. Ăn liền. Lấy trước anh nọ.
chơi phòng lắp hết à. Vâng, kính thưa quý vị anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau đứng ở đây và cùng nhau bắt chơi ạ. Này, hay xưa này sang ngày đâu đi? Cỏ, đi ra thế nào? Không, mất hai bơi quá. Ra mất hai này nữa hay? Mất hai không? Hả? Thả lẽ còn lên lán hay chứ lên phải cứ Bình Thuận thôi anh chứ. Mình chơi Bình Thuận này xem nào. Mất ai đâu? Ờ, đây ông cậu. À, đi chợ à, học khăn ông đấy cô hứa phải làm đua é é bữa làm cho làm xù bữa làm bữa này má hưởng đâu ở te chứ mà giờ lại thảo hôm nay à, nhìn cái làn này nữa. Có điều hà mai không? À cứ ra rảnh là phải ịn cái bức làn ấy. Điều chứ lướm lũ lướm làn sao đấy. Làng mắt là thầu không có mắt là chứ bài tang này đó đấy quá. Quay xe máy pa này. À. Nè, pin ông nè. À, xem ải xem em mà chờ. Ở gần là. Sư khó lý tổm mất nhìn. Rất là hay, rất là thú vị. À, khi mình chứng kiến được những cái cảnh như thế này, tấp nập như thế này và cảm giác rằng bà con người ta rất là thân thiện. Ta rất là cởi mở, hàng hóa ở đây thì rẻ thôi mọi người ạ, vài nghìn thôi, cầm trong tay 100.000 là chúng ta đi chợ là có thể mua sắm thoải mái lắm. Ô, bây giờ mới có 7 giờ kém thôi mà mọi người chuẩn bị tan chợ hết rồi này. Đây là những cái trang phục truyền thống của các cô, các bác đi chợ. Đấy, mỗi người phải đeo một cái túi. Túi này là được làm từ cái vải của người Thái, làm thủ công luôn. Đó. Rất là hay. Chúng ta sẽ cùng đứng đây để ngắm nghía một chút, bởi vì những cái mặt hàng thì theo như mình thấy thì cũng không có gì gọi là đặc biệt lắm, toàn là mấy món ngoài thịt thà, cá mú, rồi rau củ quả thì cũng ít thôi.
không có gì đặc biệt lắm. Thường thường thì những cái đấy thì mọi người chắc là cũng đã nhìn thấy rồi phải không? Cũng rất là quen mắt rồi, không có cái gì gọi là lạ mắt nữa rồi. Chúng ta đi ngắm người một chút vậy, để chúng ta cùng có lại những cái khoảng thời gian cũng như khoảnh khắc về quê hương, lối xóm lanh quanh người ta sinh hoạt chợ búa ra làm sao. Bây giờ thì cái một đồ họp chợ thì người đi chơi đi chợ mua mỗi người một chút một ít những cái mặt hàng để về sinh hoạt gia đình. Vâng ạ, cháu đi quay chợ ạ. Bác đi chợ à? Dạ, Hoàng Đức TV ạ. Vâng, vâng. Vâng, vâng, tối nay cháu sẽ phát đấy. Vâng. À, hôm nay nó trùng với cả bên phòng lái nữa. À vâng vâng vâng. Vâng. Bây giờ mới có 7 giờ thôi mọi người ạ. Bà con đi chợ thì bây giờ mới ngủ dậy xong, rửa mặt đánh răng các thứ, bây giờ mới đông đông dần lại tập trung ra chợ. Đấy. Thường thường thì mình ở nhà thì giờ này mình chưa ngủ dậy đâu, chứ không nói gì bà con. Theo như mình quan sát thì hàng bánh là chạy đầu tiên mọi người ạ. Bởi vì mọi người đi chợ là mua ăn sáng các thứ là nó sẽ chạy nhất. Mình thấy là bánh rán này, bánh cuốn này chạy nhất trong các loại mặt hàng. Đây, như chúng ta đang quan sát nhìn thấy đây hẳn là một cái thùng bánh cuốn thì cũng chắc nó cũng phải rơi vào tầm mấy chục cân đấy. Mà bây giờ sắp hết rồi. Mà không phải một hàng đâu, có mới hàng liền cơ. Đấy, bên này rất là đông. Nhiều khi người ta kiểu như là bà con vào những cái mùa này thì người ta cày cấy xong thì người ta mới cả một tuần mới được đi chợ, mà đi họp chợ một lần thì người ta tranh thủ người ta đi chợ, tuy là không mua gì nhiều lắm nhưng mà người ta đi xong rồi mua một ít thức ăn thôi. Kiểu như là nếu như mình mọi người ở dưới thị trấn mà quen ấy thì kiểu như là đi chợ hàng ngày ấy. Đấy, mọi người ở trên này người ta có dịp thì người ta bắt đầu đi mua xong rồi, hoặc là đi người ta đi gom thực phẩm về xong rồi để người ta đi những cái ngày khác người ta sẽ đi làm. Đấy. Bây giờ người ta gom về xong rồi mua những cái gì mà cần thiết về người ta dự trữ. Đấy, tủ lạnh tủ liếc các thứ. Đấy. Ngày thường thì cũng có bán thôi, thịt thà cá mỗ thứ cũng có thôi nhưng mà nó không được nhiều, nó không được sầm uất như những cái phiên chợ như thế này. Đấy, các cụ các ông các bà đi chợ nhiều lắm. Giờ thanh niên trẻ thì đã đi làm hết rồi. Giờ các cụ các ông các bà rồi
mấy đứa trẻ nữa đi chợ. Rất là vui, phấn khởi, mỗi đứa xách trên tay một túi bánh này, cái xúc xích này, rồi ăn vui, lại nhớ lại những cái thời ngày xưa mình cũng đã từng như thế. Đây, bên ngoài này là bánh cuốn, mà bên trong thì lại hàng bánh rán này. Rán tới đâu hết tới đấy. Rán tới đâu hết tới đấy luôn mọi người ạ. Không kịp luôn đấy. Đây này. Không kịp luôn. Cân khai mời phiên chợ xin mét giáo kỳ cần bô đây này. Em kỳ yển xin này. Được 6 yển quá. 20 cân bột cũng tiêu thụ rất là nhanh mọi người ạ. Mỗi một phiên chợ 20 cân bột. Mà chắc cái đấy này không phải riêng một cái, không phải riêng một cái quán của bà đâu, mà ở bên ngoài người ta cũng bán rất là nhiều nữa. Từ nãy giờ mình đứng ở đây cứ tưởng là không có bánh đâu, mà thật ra là dán ra cái nào hết cái đấy thôi. Tại vì có cái bàn để che mất nữa. Mình không để ý lắm. Đây, kính thưa quý vị anh chị, thì đây có một ông cụ thì chắc là cũng khá là cao tuổi rồi, cũng đi lấy thịt mổ một con thì ông bảo là sợ không hết, thì đi lấy tầm 20-30 cân từ đấy về đây ngồi bán. Thì từ sáng giờ thì cũng sắp hết rồi, còn chỗ đó chắc cũng rơi vào tầm hơn 2 cân nữa thôi là cũng hết rồi. Đấy, các cụ là cứ gặp nhau là làm cân thịt về rồi lại nhâm nhi đó. Rất là hay. Mình rất thích những cái cảnh như thế này, nó đem lại cho mình cái sự thân thiện, nó không quá là ồn ào. Nhìn thịt rất là ngon, thịt này là thịt lợn đen đấy mọi người, lợn đen, lợn thiến luôn. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng lướt qua thêm một vòng nữa rồi mình sẽ kết thúc video thôi mọi người ơi. Đấy, chợ cũng khá là đông vui và rất là thú vị, đem lại một cái trải nghiệm ngày mới cho mình. Cảm thấy cái cuộc sống này có rất là nhiều điều mà mình chưa biết, mà cũng cảm thấy có rất là nhiều cái thú vị đến với những cái phiên chợ, mỗi một vùng miền cũng như là mỗi một nơi, một địa điểm nó sẽ khác nhau so với những cái phong tục của người ta sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Rất là hay. Đây, chúng ta sẽ đi xuống phía dưới này một chút vậy. Mặc con lòm. Ít bữa xế mà. Măng cái này là măng ngọt đấy mọi người nhé. Mình định mua cái quả kia về ăn bây giờ.
bác lấy mất rồi. À kia còn một túi nữa. Chưa xem cái kia còn non không? Cái túi quả cái kia. Vâng. Nếu mà non thì em sẽ lấy cái này bị ăn. Ít súc đó con à, ý nói em mới chặt súc đó con à. Quá. Cái này cũng có bây giờ chưa nữa. Hả? Chưa mới phú à có. Cậu. Tại mình sẽ mua quả này về luộc ăn mọi người. Lâu lắm rồi không không thấy quả này. Không. À vâng, kính thưa quý vị anh chị thân mến, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. À đâu đó chị kia đi đâu mất rồi? Đây quý vị anh chị thân mến, thì bây giờ mình sẽ đi ra về thôi. Đấy. Mua được túi quả về để luộc ăn. Rất là hay và thú vị cho cái cuộc trải nghiệm mà chợ ngày hôm nay nghỉ thôi nhờ. Tan chơi đấy. Ổm chú nó nát chú. Quay về mới là tối nhá ông nhá. Tối nhá. Tối nay nhá. Đi săn đồ rừng nhưng mà không được nhiều lắm mọi người. Vâng, kính thưa quý vị anh chị thân mến, thì bây giờ sau khi đi trải nghiệm chợ xong thì mình sẽ kết thúc video ở đây thôi mọi người ạ. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị thân mến đã theo dõi video của mình. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ là thả tim thả like cho mình để mình có những cái động lực đi những cái phiên chợ khác với mọi người nhé. Sau 2 năm mình không đi chợ phiên và bây giờ mình quay trở lại để đi chợ phiên thì cảm giác rất là phấn khởi và vui. Rồi, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video lần sau nhé. Mọi người nhớ theo dõi video của mình nhé. Mai mình sẽ đi chợ phiên Mường Ế tiếp mọi người ạ.